Thưa bác Nguyễn Nhân, con tên Dương Phú An, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đây con xin hỏi giúp các câu hỏi của Phật tử cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và Tiền Giang. Mong bác giải đáp giúp, con xin cảm ơn. Rồi, cháu hỏi đi. Dạ, các câu hỏi liên quan đến công thức. Câu 1, ở trường hợp 3 là công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Trung ấm thân bị ba thế lực giằng co là thần, thánh, dòng tộc. Vậy ba thế lực này mang thân là điện từ thì giằng co bằng cách nào ạ? Bây giờ mình cháu phải biết khi mình chết, con người mà chết mang trung ấm thân cũng là bằng điện từ âm dương. Còn thánh, thần thì nó mang điện từ âm rất nặng, rất mạnh. Thần, thánh thì mang cái điện từ gọi là nó nhẹ mà nó quyền linh. Còn con người, cái dòng tộc á, thì mang thân người cũng âm dương giống như mình. Thì ba cái thế lực này á, là nó nguyên tắc á, nếu mà cháu cái công đức ít thì ông thần cho con về. Nếu dưới điều kiện là công đức ít nhưng mà được thấy đường về Phật giới thì cho về. Còn ông thánh á, ông thánh này là ông thánh ông dụ mình, ông bảo là đừng về bển, buồn lắm, đi theo thánh chúng tôi thì rất vui lắm. Còn trên bên dòng họ gì nói là thôi con đi về với ông bà chứ đừng có đi về, đi đừng có giải thoát. Đó, ba cái thế lực này đó, ba cái thế lực này nó nắm kéo cái trung ấm thân, mỗi một người nắm một góc kéo là vậy, chỗ ý là cái chỗ này nè, thấy không? Yeah. Rồi yeah, con hỏi cho hỏi tiếp đi. Dạ, câu 2. Lúc trước giải đáp, bác có nói là trung ấm thân khi thoát ra khỏi thân tứ đại thì có thể nhìn rất xa và sáng suốt. Vậy cái nhìn này có thể nhìn xa được tới đâu ạ? Có thể nhìn xa đến vị trí hoa tiêu Phật dẫn được không ạ? Không, không được. Cái này phải hiểu nè. Ví dụ mà con mất rồi mà đi ra cái mang cái nghiệp âm thì nó chỉ nhìn thấy trong cái nghiệp âm thôi. Nghiệp dương thì nhìn thấy được cái không gian cao, chứ cũng chưa tới được mà là dương lịch lên trời đó. Còn nếu mà cái nghiệp mà ác đức còn không thấy được, nếu mà trường hợp mà nghiệp ác đức không thể thấy được cái thế gian này, giống như người mù ra là người mù, người ta dẫn đi đâu đi đó. Còn ví dụ mà nghiệp dương, nghiệp phước dương thì còn thấy được cái cõi trên. Thì ông thần thực thi nhân quả tùy theo cái nghiệp của mình này, là mang cái nghiệp này nè. Đây là trả lời trong phạm vi nghiệp. Nếu nghiệp âm hoàn toàn không thấy, giống như người đồ mù. Còn nếu nghiệp dương thì thấy nó sáng, cái cõi trên. Nó như vậy. Còn cái công đức nó không thuộc về nghiệp nè. Công đức nó thuộc vậy. Không có nghiệp. Mà nó thoát ra cái quy lực này. Thế giới này gọi là thế giới âm dương. Dương bay lên, âm ở dưới trái đất này thôi. Công đức nó đẩy đi ra ngoài, nó không cho ở đây, nó đuổi mà. Nếu công đức nó đuổi đi ra khỏi thế giới vật lý này. Thế giới này gọi là âm dương thời. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 3. Ở trường hợp thứ 2 là công đức và phước đức bằng nhau, thì trung ấm thân còn phải đối đáp với vị thần quản lý về việc sẽ về Phật giới hay vãng sanh lên hưởng phước. Hoặc ở trường hợp thứ 3 là công đức ít, phước đức nhiều, ác đức nhiều thì trung ấm thân bị giằng co chưa biết là có trở về Phật giới được không. Vậy thì ở hai trường hợp công thức trên như vậy vẫn chưa xác định rõ là có thể về được Phật giới hay không. Vậy lúc mất thân tứ đại thì trung ấm thân sẽ thoát ra vị trí nào trên cơ thể ạ? Bây giờ tất cả nếu mà có công đức thì nó thoát lên đỉnh đầu, gọi là đảnh giải thoát. Nhớ là đảnh giải thoát. Mặt mắt sanh thiên, cái mặt mắt mà nó sanh lên có quả trời á. Còn cái đảnh là trên đầu là thoát, giải thoát đi ra ngoài này. Thì cái này tùy theo giải thoát nào. Nếu mà giải thoát công đức nhiều bay ra liền. Còn công đức mà nửa này nửa kia thì có sự can thiệp của vị thần hỏi giờ muốn về hay là muốn đi hưởng phước. Còn cái thứ ba đó là ba thế lực, thì cái này phải dùng cái kỹ thuật đánh tan cái âm của thế gian này bằng cái tiếng gì, tiếng buông la cho lớn,
rồi la một cái âm, một buông lớn vào cái thì nó, cái tiếng vang đó nó lại xá xóe cái màn âm dương của cái thế đất này thì mới thoát ra được. Cái đây là sử dụng cái thuật để thoát ra đó. Nó có ba cái trường hợp này rồi. Cháu có thắc mắc thì hỏi thêm cái này, đó là ba cái thuật để đi ra, đi trở về Phật giới là cái chỗ này. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 4. Ở trường hợp công thức thứ hai là công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý sẽ nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng, thì lúc đó vị thần sẽ nắm như thế nào ạ? Thì mình nắm thân tứ đại thì mẹ con biết hả gì? Dạ. Thì bên kia nó cũng vậy, nó cũng bằng thần cũng bằng điện từ, thì trung ấm thân cũng bằng điện từ thì nó nắm bằng điện từ. Dạ. Thấy không? Thì mình hình dung thì giống như nó thân tứ đại nắm trúng thân tứ đại, điện từ nó nắm theo điện từ. Chỉ cái thế giới nào thì nó làm đúng theo thế giới đó. Người ta cũng vẫn nắm điện từ, tuy là điện chứ nắm nó cũng dính cứng, và điện với điện nó nắm được nha, chứ còn mà tứ đại nắm điện nắm được, hoặc là điện nắm tứ đại không được. Thế giới nào nó sống theo thế giới đó. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 5. Ở trường hợp công thức thứ 3, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức nhiều, khi bị giằng co thì trung ấm thân hô lên một tiếng cho thật lớn là buông, thì lập tức thân bằng điện từ, các cõi âm bị tan. Một, trung ấm thân của mình cũng bằng điện từ âm dương thì có bị ảnh hưởng bởi âm thanh lớn do chính mình phát ra không ạ? Cái này mình chủ động sao mà ảnh hưởng được? Ảnh hưởng là mấy cái người kia, giống như bây giờ con đứng ở thế gian này nè, con la một tiếng đó, người xung quanh họ hết hồn, chứ con có hết hồn không? Phải không? Bởi vì con chủ động thì con không bị ảnh hưởng cái này. Ví dụ mà con bất cứ làm cái gì mà con làm cho người xung quanh hết hồn, chứ còn con làm sao hết hồn, con chủ động. Thì trong cái cõi âm nó cũng vậy, con la lên thì để cho mấy người kia nó đánh một cái làn sóng điện rất quá mạnh đi, thì mấy người giật mình buông, buông là mình giọt, mình bay bên lên. Nhưng mà bay luôn không phải là bay nhanh, là mày mới bay khúc cái vùng mà nó không nghe được cái tiếng la con thì nó sẽ chặn lại liền, mấy ông thánh chặn nữa, chặn tiếp. Ba lần vậy mới thoát ra được cái quy lực này. Ba lần vậy nó mới thoát ra được năm cái số, thấy không? Ví dụ cái tiếng đầu con chỉ thoát được ra một cây thôi. Được thứ hai cái con đi, cái cây thứ ba, thứ tư con bị dính ở cái chỗ này nè. Khi nào con thoát ra được cái cây số thứ năm thì cái thế giới thánh thần nó không lên được, thánh thần kêu bằng thánh mà gọi thánh lang thang nó không lên được, chứ còn cái thánh mà thánh chánh thức nó lên tới 10 cây số lận, còn thần nó lên tới 15, 17 cây lận, chứ không phải nhỏ đâu, tùy theo cái vị trí của người ta. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. 2. Xin thầy giải thích và lấy ví dụ chứng minh rõ bằng thực tế khoa học về hiện tượng này giúp chúng con ạ. Bây giờ cái này thì nói đúng ra, nếu mà nó thực tế khoa học mà chứng minh bằng cõi vô hình không được, nhưng mà có thể nói thế này được. Thì bây giờ nói về chứng minh về cái chuyện khác thì được, về cõi vô hình. Chứ ngày xưa đó mình thấy nói là ví dụ cõi vô hình mình không thấy, bây giờ chính mình không thấy, nhưng mà giờ khoa học nó cho mình thấy. Thí dụ những cái người mà ta có cái đèn, có cái bóng đèn mà phân giải cao nó rọi ban đêm á, thì mấy người ta đi trong cái xe tăng ban đêm nó nhìn thấy được. Phân giải cao mà gọi là kiến hồng ngoại đó. Mà bây giờ đó thì cái nền văn minh nó càng cao, khi nào mà cao mà con nhìn con đeo cái kiến này mà con thấy được cõi âm là bắt đầu trái đất bắt đầu xong rồi đó, thấy không? Khi đeo được cái kiến này mà thấy được cõi âm và kể cả trời phân thân xuống đây luôn đó. Còn Phật chưa đó. Còn con mà con thấy được cái này là lúc đó loài người sẽ được nghe các cõi âm giảng về cái sự tồn vong của trái đất này. Nên nhớ được, đợi tới đó đi. Nó không còn bao lâu nữa đâu. Con thấy không, mới mấy năm đây mà kêu bằng khoa học siêu tốc rồi đó, nó văn minh siêu tốc. Rồi chừng nào mà nói nghe được cái tiếng của các trời tứ thiên dương rồi đó, thì trời thiên dương nói bây giờ trái đất này của ông làm, ông tạo ra mà ông biết. Chừng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa hư ông biết. Thấy không? Rồi còn cái thế giới mà chư Phật á,
cái con người mà bắt đầu chuẩn bị mà đi vào đồ đá, chư Phật phân thân để nói cho mình nghe. Nhưng mà cái người họ có cái phân giải cao này, họ nói chuyện được rồi họ họp lại cho mình nghe, chứ không phải ai cũng nghe được. Mà người phân giải cao thì anh phải có cái công đức lớn anh mới phân giải cao được này. Có nghĩa là giống như công đức, thí dụ còn giống như con người sáng, thật sáng mắt thì còn đeo cái này mới thấy được, còn sáng mờ mờ đeo cũng không thấy. Thấy không? Thế gian này nó đi tới cái chu kỳ mà sau cùng của nó thì sẽ thấy được tất cả những hình ảnh coi âm nói chuyện, kể cả Phật phân thân nói luôn, kể cả trời Tứ Thiên Vương sẽ phân thân xuống đây để dạy cho con người để mà chuyển thể, sửa lại, sửa sang trái đất này là hết. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Bác, vậy con muốn hỏi thêm là nếu vậy có nghĩa là khi đó là Thiền Tông đã chấm dứt lâu rồi, khi đó là thời vận mệnh lên rất cao, phải không hả bác? Chưa. Khi nào mà cái câu này thì mới tạo chấm dứt, khi nào mà tới cái loại người mà nói là nghe tới tu hành là người ta giết, phải không? Nghe nói tới giải thoát người ta giết thì bắt đầu các đạo được chấm dứt luôn, không phải là cái Thiền Tông. Tất cả các đạo được chấm dứt hết. Để nó chuyển thể, chuyển qua cái thế giới mới, thế giới sự sinh tồn mới. Rồi, ta hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Dạ, cô Sáu. Chỉ cần qua thử thách 5 km của Thánh là hoa tiêu thật của Phật đã xuất hiện rồi, hay cần phải lên thêm 5 km quản lý của Thần thì hoa tiêu thật mới chính thức xuất hiện? Bây giờ hoa tiêu chính thức là cái gì? Cái hoa tiêu đó là cái hào quang của ông Phật. Ông ngồi ở Bình Lưu, từng Bình Lưu á, ông phóng hào quang, khi nào mình đi ra tới đó ông mới phóng hào quang cho mình thấy thôi. Còn bởi vì nếu đi vô cái vùng mà quản lý của Thánh Thần rồi đó thì cái không khí nó đậm đặc, cái du minh nó động đặc lắm, ông cái hào quang nó không vô được, nó không cho vô được. Vì thế phải qua bên 5 cây số thì mới được qua cái sự kêu bằng cái quản lý của cái Thánh Lang Thang đó. Thánh Lang Thang nó tới 5 cây số thôi, chứ còn Thánh thực thịnh nó lên tới 10 cây số lận, còn Thần lên tới 17 cây là không ít đâu, tùy theo cái mức độ của người ta. Vì thế mà con ra được 5 cây số thì cái hào quang của chư Phật mới phóng ra được. Bây giờ trước khi phóng ra mà con suy nghĩ không có ai thấy, phóng làm gì? Giống như con cái đèn pin, khi nào con đi con mới mở, con không đi mở đèn đi làm chi? Phải không? Thì chư Phật cũng vậy. Khi nào thấy cái trung ấm thân con mang công đức ra thì ông mới phóng cái hào quang ra để ông dẫn con đi tới chỗ ông ngồi đó. Đó là ngự á, gọi là tới cái chỗ Đức Phật ngự. Mới hiểu cái nguyên tắc này, muốn rước người thì phải đúng giờ đúng giấc mới rước, chứ không phải lại không ai rước lại đó làm chi? Phải không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn. Câu 7. Tại sao thập loại thánh là thần điện từ mà chỉ bay lên được ở độ cao là 5 km thôi? Điều gì hoặc lực gì đã ngăn cản à? Cái này là do cái nghiệp thánh, cái nghiệp của người ta. Bây giờ con suy nghĩ nè. Con là con người, con nhảy lên được bao nhiêu? Con 2 thước, con nhảy cao lắm rồi, con 3 thước thôi. Thấy không? Nhưng mà cũng con vật khác. Như con nai nó nhảy khác, nhảy cao hơn con luôn. Thí dụ mà con người con còn nhảy lên được 1 thước, con bò nó có nhảy được không, trâu nhảy được. Tùy theo cái sức nặng của nó. Trong cái loại thánh nó cũng có loại âm, loại dương, trong âm nặng, âm nhẹ. Thánh mà gọi là thánh, kêu bằng thánh, trong cái tổ chức của nó là thánh chúa đó, nó lên tới 10 cái số lượng. Bởi cái đẳng cấp, tùy theo cái đẳng cấp, vô cái loại thánh, loại thần đều nó có cái đẳng cấp riêng. Cái nhiệm vụ của anh đó, thì nó ở tới tầng số mấy, nhiệm vụ của cái loài này từng mấy tới. Giống như con suy nghĩ nè, cũng có con chim nó bay, có con chim nào bay qua nổi biển không? Duy nhất chỉ có con én nó chỉ bay nổi thôi đó. Còn 3 con chim gì bình thường, chim sẻ làm sao bay qua nổi, phải không? Nó không phải hiểu cái thế này. Thế giới vật lý đó là nó đã phân định cho cái sức âm của nó nặng quá. Duy nhất chỉ có loài nào làm được cái này, loài nào làm được cái kia. Đó, mình phải hiểu cái này thì mới sống được thế giới vật lý này. Dạ. Rồi, dạ, cho hỏi rồi. Tiếp đi. Dạ, câu 8. Thưa bác, có lần con nghe bác giải đáp là phải học thuộc pháp trần như thuộc bản cửu chương. Mình không cần suy nghĩ, vẫn đọc cho chải được. Vừa rồi con lại nghe bác nói
nếu đọc trong vô thức thì coi chừng ông thánh dẫn. Con chưa hiểu đọc trong vô thức là gì ạ? Xin bác giải thích rõ cho con hiểu. Đọc mà còn đọc tưởng tượng á, thấy không? Đọc mà cái tự nhiên con thuộc á, là đó là cái pháp thần đúng. Còn đọc mà con tưởng tượng coi chừng, nó pha vô cái kia là cái kia nó dẫn con đi á. Con phải hiểu cái này không? Con gọi là con bằng cái trong sáng của con, bởi trong cái thế giới âm dương này nè, cái gì nó phải đúng cái chỗ nó. Con học, con thật tình con học. Bây giờ giống như nói về cho con dễ con hiểu nè, ví dụ con đi thi chữ đi, con thi toán đi, con hiểu đàng hoàng, con tu con làm đấy. Còn con hiểu mà con không ấy, con bỏ, con bả kêu đem bánh mung, con đem cái bài toán vô túi con sao? Cái đó con có thiệt, có việc của con không? Con đi copy người ta thì nó qua chừng. Tất cả gì bằng sự thật thì người ta sẽ tôn trọng. Cái gì nó, cái gì mà không sự thật thì nó sẽ con đi vào trong cái thế giới của người không thật á. Trời, hiểu cái này. Nói vậy con hiểu không? Dạ, con rồi cái nghe. Gì của con thuộc là của con. Còn cái gì của copy người ta là không phải của con mà của người khác. Chứ không phải phân biệt cái chỗ này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Câu 9. Người có công đức ít đã thuộc đường về Phật giới, nhưng chưa phát ra được pháp trần. Khi cận tử nghiệp và lúc trung ấm thân vừa tỉnh dậy, thường bị giằng co của ba thế lực, thần, thánh, dòng tộc. Vậy, khi đó mình mở bài kinh tiễn có lời dặn dò đường về Phật giới, thì có giúp ích gì cho người đó không ạ? Hoàn toàn không, không thôi hết. Nên nhớ rằng mình đi giải thoát giống như là mình đi vô trường thi vậy đó. Thấy không? Làm sao? Có nghĩa là con mở đi cái cõi âm, nó không ăn thua gì đâu với cái mà của cái thế gian. Đã vô cái thế giới âm là không có. Vô đi vô phòng thi rồi thì con phải khép mình trong cái phòng thi của ta, chứ không có thể mà mình đụng được. Bởi vì khi mà tu cái thiền tông này là phải tu kiên định. Có nên tu hay là không? Không tu, đừng tu. Có muốn về Phật giới được hay là không? Không được thì coi chừng nó tầm bậy, nó đi sai. Vì thế là tại sao có nhiều người họ vô thiền tông, họ làm tầm bậy, là do cái này, do cái tưởng người ta đấy. Chết, con ta sống chết vì cái tưởng này. Vô thiền tông họ chết vì cái tưởng này nè. Bởi vì tại sao nói là tại sao mà truyền thiền 100 người mà chỉ có 5 người đi, còn 95 người trở lại. Rồi 95 người nữa, nó không phải trả lợi, nó lại làm ăn đâu, lại nó mến bụng đủ chuyện, đủ thứ đâu chứ này. Số 95 người này đủ thứ hết đó. Rất nguy hiểm chỗ này nè. Yeah. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con 10. Con nghe bác giải đáp, khi trung ấm thân của mình chưa xuất ra mà bị người nhà đụng chạm vào, nếu đau mà nổi sân lên, phát ra cái tưởng thì sẽ bị thánh dẫn, sẽ quên mất đường về. Còn nếu người nhà đụng chạm vào mà làm thinh đau cậy nó thì vượt qua được. Vậy khi còn sống mình phải tập luyện thế nào để khi đó mình không bị nổi sân vì đau ạ? Bây giờ không có tập luyện gì trời, đừng có tưởng. Hoàn toàn đi vào thế giới không còn tưởng, bỏ tưởng thì con đau cậy đó. Bởi vì con đau mà con sân lên một cái đó, thì nó sẽ xuất hiện mấy ông thánh liền. Ông thánh binh con liền. Chửi là chửi gia tộc, chửi dòng họ mình liền. Thì con theo ổng rồi đi, ổng vuốt rồi, bắt đầu ổng vuốt rồi. Khi mà con ra được rồi theo ổng là kể rồi xong. Ra ổng là nhộm cái mùi thánh rồi đó, thì còn khó mà thoát trở lại cái của đường về Phật giới lắm. Thấy không? Bởi vì á, thí dụ có ai con mà con buồn, có ai lại năn nỉ vuốt con này, con khoái. Không đi theo, mà theo cái trồng rồi thì nên nhớ để theo cái lệ thuộc người ta đó, nên nhớ đó. Vì thế mà tuyệt đối tu thiền tông dẹp tưởng, đừng có tưởng vậy đó. Thuộc đi cái gì mình hiểu được thì mình cứ học cho thông đi, rồi mình đi về. Chứ đừng có tưởng, thế gian này không có tưởng, tưởng là dính. Tưởng là nó dính liền, tưởng thì phải theo. Hãy vừa con vừa tưởng một cái là con theo cái tưởng rồi, bắt đầu mấy ông kia xuất hiện, ông vuốt con liền, con phải theo ông. Con hoàn toàn không cách nào thoát ra được cái quy luật vật lý này được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác.
Dạ, câu 11. Mẹ con đã mất hơn 15 năm. Mỗi lần nhớ tới mẹ là con lại xúc động vì thương mẹ. Từ khi học Thiền Tông, con hiểu được mẹ đã đi luân hồi theo nghiệp lực của mẹ rồi. Nhưng gần đây, khi con đang đọc thầm về đường về Phật giới, thì bỗng con nghe trong đầu có tiếng quát to 3 lần. Đừng đọc nữa. Con vẫn tiếp tục đọc thầm thì tự nhiên con thấy hình ảnh mẹ của con đang đi rồi lảo đảo, ngã ra ngất xỉu. Con liền chạy lại và hô cứu, cứu. Vừa hô xong thì con giật mình tỉnh lại và khi biết mình đã bị lừa. Thưa bác, vậy từ bây giờ con phải làm thế nào để khi thành công ấm thân con không bị lừa như vậy nữa? Bây giờ này nó dễ ợt thôi. Tất cả gì mình lấy cái câu trong Kinh Kim Cang đó. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Tất cả gì người ta giả sau thế giới này. Nên nhớ, còn nên nhớ một câu nè. Thế giới này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó lừa mình. Thần không lừa, người thì làm sao lừa mình được. Phải không? Loài ngạ quỷ nó lừa mình đó. Là ngạ quỷ là cái đẳng cấp 10, thập loại thánh đó, nó lừa mình đó. Để đi về với nó. Vì thế mà nó đọc tất cả những người này, mấy người mà có cái tánh âm nó nhiều quá ha. Đọc cái kinh này cái, trong đó nó phát ra những cái tiếng, nó chửi xạo xạo, không phải nó nói vậy. Chứ sự thật nó biết. Bởi vì ví dụ tất cả những con người mà đi cúng nè, tụng nè, lại nè, thì mấy ông cứ vô hết. Bây giờ đưa cái này vô cái nó chịu nổi nó, thì bắt đầu nó phải bấn, nó la để chi? Nó la để cho mình đừng có đọc nữa. Nhưng mà đọc hoài thôi nó trốn mất luôn. Nó bắt đầu nó chịu nổi chạy. Nghe không? Đa số nhiều người mới tu cái này, tu bên túng tụng mà đi ra ưa gặp ngay cái trường hợp này. Nó mà nó còn ở trong đây, còn đọc nó chịu nổi, nó la nghe tiếng luôn á. Thấy không? Nó nghe, bởi vì mình cái tánh mình nó nghe, cái tánh mình bằng điện mà nó la bằng điện mình nghe, cho còn cái tánh xác mình không nghe, mình nghe bằng cái tánh của mình á. Cái người đứng kế bên không nghe nhưng mà mình lại nghe. Là cái tánh đó, cái tánh người của mình nó bằng điện thì ông kia bằng điện nó cũng nghe nó la vậy nè, chửi lộn luôn á, nó thấy không? Yeah. Chú còn nhớ coi chứ có cái cô nào ở trên ở trên Hóc Môn á, nó hù á, bà đang tu tịnh độ qua nó hù riết riết rồi bà nói hỏi chú nói kể đó, nó hù á thì thách đó hiện cho lớn đi, tao không sợ. Là 3 lần nó trốn mất, nó hết thiện nữa. Chứ còn nếu con sợ con nó rồi, dính cháu nó. Thần người, thần là số 1, người là số 2. Nó ngạ quỷ nó xếp thứ 3, nó thuộc về em mình. Tại mình sợ nó, chứ sự thật nó cái đẳng cấp nó thấp hơn mình. Dạ. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con muốn hỏi thêm một chút về cái đó. Dạ, nếu vậy thì những cái trường hợp mà như vậy là có nào là mình có một cái mối quan hệ cái nợ nhân quả với lại cái loài thánh loài cô hồn không ạ? Ở đây mình sống ở đây mình có bị cái nghiệp, mà đa số những người mà bị nó lừa vậy đó là mình tưởng. Dạ. Chứ trước kia mình ưa cúng ưa tụng á là nó là gặp nó, chứ mình không cúng thì làm sao nó tới. Mình không tụng hay sao không nghe, mình không giái cầu xin này xin nọ. Con suy nghĩ này, tới đất ngũ thú tập cư mà xin ai đây? Đó thì nó phải giả thôi. Con xin Phật thì nó giả tôi là Phật, xin Bồ Tát tôi là Bồ Tát, làm sao con suy nghĩ đi, sao thoát ra được cái quy luật này. Vì thế mà cái Thiền Tông ra đời nó giải thích rõ thì người ta phản ứng dữ lắm, nó phá vỡ cái giả dối của thế gian này mà. Thì con suy nghĩ sống nổi không? Mà chỉ là nói nó căn bản thôi chứ không phải nói sâu đâu. Nói sâu rồi không ai chịu nổi đâu. Nói thực tế sâu vào cái Thiền Tông không ai chịu nổi đâu. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 12. Người tu Thiền Tông nếu có tình cảm quá nhiều với dòng tộc thì sẽ khó giải thoát, vì dễ lâm vào tình huống khi cận tử nghiệp sẽ dễ bị giằng co về tình cảm rất nhiều, nhưng không làm chọn đúng tiêu chuẩn của một con người sống theo nhân nghĩa lễ trí tính thì cũng không được. Vậy
xin bái cho chúng con một lời khuyên phải sống làm sao để có thể cân bằng được cuộc sống vật lý ở đây, để không bị dính quá nhiều về tình cảm vào dòng tộc, nhưng vẫn không bị mang tiếng là không có trách nhiệm nhiều với dòng tộc, để khi mất thân, con đường trở về Phật giới của chúng con luôn được rộng mở và thuận lợi. Ngoài yếu tố quan trọng nhất là phải tạo ra được công đức cho thật nhiều. Tu thiền tông thì mình sang sống thế giới vật lý này, sống bằng nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà tất cả từ khi biết thiền tông rồi, làm ơn từ từ hạn chế cái tưởng lại, dẹp vướng, dẹp hết luôn, đừng có tưởng gì trời. Chỉ biết bây giờ tôi biết nó vậy là nó vậy thôi, chứ đừng có tưởng thêm nè. Mình tưởng mà tại sao bây giờ con suy nghĩ này, mấy người mà ta tu thiền tông họ làm tầm bậy thì họ tưởng tưởng mấy ông thánh kéo đi gì thôi chứ có chứ sao, do cái tưởng. Tất cả con người ta chết vì cái tưởng này. Con làm giàu cũng vì tưởng, mà con bị nghèo cũng vì cái tưởng này, mà con tu đúng tu sai cũng vì cái tưởng này. Mà may mắn bây giờ thiền tông ra đời nó chỉ công thức, con cứ theo công thức thôi. Nhưng mà con, nếu mà cái công thức này con không có đồng ý, con đi hỏi người ta, phá vỡ được cái con, người ta có lường gạt mình không? Nếu đúng thì con cứ để vậy thôi, đừng có tưởng, nhớ là tuyệt đối đừng có tưởng. Thấy không? Thì con rất đúng. Con chết vì cái tưởng này thôi, còn sống thì sống bằng nhân nghĩa lê trí tín. Khi vào thiền tông khắp đông chung, tất cả đều cái dẹp hết, không có tưởng như trời đó. Cứ bình thường theo cái công thức người ta ba cái giai đoạn đi á, nếu mình có phước rồi công đức nhiều thì mình đi thoải mái không nói gì đó. Còn nếu còn có pháp trần rồi thì con cũng không sợ đó, thì mình hiểu công thức này thôi, dẹp cái tưởng đi. Con dẹp tưởng thì con đi về Phật giới an toàn, còn con mà tưởng thì thôi con dính liền, tưởng đâu dính đó, xung quanh giống như là mũ rồi, đụng đâu dính đó, thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, các câu hỏi liên quan đến phần giác ngộ. Dạ, câu 1. Con thấy có trường hợp người chết sau 2-3 năm, phần xác của tứ đại không bị phân hủy mà lại cứng lại và trắng như sáp. Hiện tượng này ở quê con mọi người gọi là mộ kết. Con chưa hiểu rõ mộ kết là gì và người chết như thế nào thì có mộ kết. Gia đình nào có ngôi mộ kết thì có ảnh hưởng gì không ạ? Bây giờ đó, tất cả cái mộ kết này nè, thế là do ông Thánh. Tất cả những người tu á, mà nói về hiển linh nhiều á, thì sẽ có cái mộ kết này. Nó là cái chất điện âm á, nó cố nhiều lắm. Thì nó sẽ nó bất hoại mà. Cái điện âm nó xuống nhiều, cái điện dương nó không bị nha. Cái điện âm nó bị kết. Mà thứ nhất là mấy cái ông mà thầy mà ngày xưa mà vua Pharaoh á, họ chơi bùa dữ lắm, nó khỏi cần ốp xác vậy ra, mà họ chơi bùa càng nhiều thì cái mộ kết nó càng lớn, cái cõi âm nó là cái cõi đặc, thấy không? Thì mới ra cái mộ kết này. Mà đa số tìm lại là tất cả những người nào có cái mộ kết này là hoàn toàn là cúng nhiều nè, hoặc là tin tưởng về thần linh nhiều thì nó sẽ có cái này, tùy theo cái mức độ của nó. Càng nặng hơn nhất, thứ nhất là mấy cái ông mấy ông thầy mà luyện thiên linh cái, hoàn toàn ông này ông chết nó thành một cái, nó cứng ngắc luôn. Cái cọng tóc ông cũng vẫn bị linh nữa, chứ không phải vậy. Tại sao có nhiều người ta thờ tóc á, thờ tóc rồi thờ này thờ kia đó, là mấy người thờ tóc là do cái mộ kết này nè. Nó linh lắm. Bởi vậy hồi xưa là ông bà, thứ nhất là làm thầy pháp á, ngày xưa làm thầy pháp thì nó có cái mộ kết này, là chỉ ta chơi bằng cõi âm không à, thầy pháp là nó chơi bằng nó trục của hồn bằng cõi âm không. Chính bây giờ mấy người mà niệm Phật hay niệm mà thấy cõi âm nhiều, nó cũng dính vào cái mộ kết này, này. Một cái là nó loãng, một cái nó ít thôi, có nhiều khi nó chỉ một cái lớp da nó không tan, nhưng mà cái ruột nó tan. Còn có nhiều cái đó nó dày, nó nặng quá, nó dày, nó luôn tới trong ấy. Vì thế mà con đi vô trong mấy cái bảo tàng, con để ý này. Cái bảo tàng mà kêu bằng sở Thảo Cầm Viên, nó có cái hình mà gọi là không hoại đó. Con chỉ cần đưa cái mặt con vô, nó đẩy con ra liền. Chú đi ra Hà Nội,
Rồi Hà Nội nó cũng có cái mấy cái mặt kê kê này, đỡ trong cái nhà kiến nha. Thì con đứng con dòm không sao mà con đưa sát vô, nó đẩy con ra liền. Đó là cái sức nó mạnh nó vậy đó. Bây giờ này không biết nó bây giờ nó còn không, hồi trước á cái bảo tàng mà trong trong Thảo Cầm Viên á, con vô đó nó có một cái hình nó đen thui đó. Là cái một cái đó đó. Chào câu hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu 2. Trong một giải đáp, bác có nói là người chết bất đắc kỳ tử, chết vì tai nạn thì sẽ có trường hợp không được đi luân hồi liền mà bị quỷ giữ hồn lại cho đến khi nào có người thấy chỗ. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Ai giữ hồn mình và người chết như thế nào mới bị giữ hồn lại ạ? Đây là thế giới âm, nó được cái quy tắc của nó vậy. Mà đa số là tất cả những cái nơi mà nó có cái miếu thờ đó thì đa số là quỷ giữ hồn nó đó, đó. Thấy không? Còn tới cái gần cái vùng đó, không phải sát cái miếu đâu mà còn chết ở cái vùng đó thì chắc chắn còn vùng nào mà có cái miếu thì còn gọi là còn phải bắt buộc phải ở giữ đó để thế cho cái người đó đi đầu thai đó. Bây giờ nè, Sài Gòn Đà Lạt nó có cái đèo Ba Cô, con nhớ không? Yeah. Hồi đó có ba người gái mà chạy xe tắt xong mà bị lũ vô đó chết, ba người gái và đèo Ba Cô. Mà cái chỗ đó là cái chỗ quỷ giữ hồn. Người nào mà bởi vì lâu lâu nó tới đó có người ta chết để mấy người này đi. Tất cả những nơi mà có cái miếu đều là có quỷ giữ hồn hết. Mình muốn khỏi quỷ giữ hồn này phải phá được cái này. Thấy không? Bởi vì mình cắt ra để chi? Để người ta ở. Ta ở thì bây giờ tôi buồn quá, tôi không muốn ở nữa. Thì tôi đi xui khiến, xui mấy người khác chết để thế tôi đi. Bởi vì cái này mình không dám nói công khai. Chứ sự thật cái này nếu mà tất cả những nơi nào mà có miếu đều coi chừng chỗ đó đâu có quỷ dư hồn hết. Không phải chết tại miếu mà chết ở một cây số, nửa cây số cũng phải bị. Nó không phải quỷ dư hồn ở trong cái miếu nó hoài đâu. Nó phải đi tới đi lui 5-3 cây số chứ không lẽ đấy. Rồi chết thì nó kéo vô chỗ đó đó. Là cái này là cái tục lệ do con người tạo ra. Mà ai là do mấy ông thầy Pháp tạo ra. Ông thầy Pháp chơi với cõi âm nhiều, ông tạo ra. Để chi? Ông cúng. Ông lấy tiền cúng thôi. Chứ bây giờ nếu mà dẹp hết thì từ từ rồi nó cũng hết rồi. Chứ không có cái tục lệ này nữa đâu. Là do có mấy ông thầy Pháp. Bây giờ Thiền Tông nó ra đời, nó phá hết rồi không còn cái gì đó. Thì khỏi giữ hồn, giữ ma như từ từ. Thấy không? Là do mình. Mà gốc tích là do mấy ông thầy Pháp, mấy ông thầy cúng á. Hồi xưa người ta gọi là thầy Pháp, chứ bây giờ gọi là thầy cúng, chứ bây giờ là gọi là thầy Pháp. Thấy không? Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 3. Người có công đức mà bị chết bắt đắc kỳ tử, thì họ có phải làm quỷ giữ hồn không ạ? Họ có thể trở về Phật giới được không? Hay phải đi luân hồi tiếp? Nếu có thì bao lâu sau mới được về? Hoặc bao lâu sau mới đi luân hồi ạ? Nếu mà có cái nghiệp quỷ dư hồn thì mới đầu thai làm nghiệp quỷ dư hồn được. Còn chết bất diệt kỳ tử nó ở trong nhà đó, quấn quýt vợ con hoài. Thấy không? Nó phải hiểu cái thế này. Hết cái, ví dụ cái hai vợ chồng này ở 50 năm, 60 năm thì nó mới mãn cái nghiệp vợ chồng. Nhưng mà con vì cái tai nạn gì con chết, con không đi được. Bởi vì cái chương trình đầu thai con không có thì con phải ở trong gia đình, bởi vì mới có chuyện thờ trong gia đình. Bấy thờ là thờ mấy người này nè. Còn thí dụ ông bà mình chết mà nó cái nghiệp là đã đi rồi, nhưng mà mình nhớ rằng ông bà mình thờ là mình tưởng niệm thôi. Còn nếu mà ông bà mình không chịu đầu thai là không được quyền ở trong nhà luôn, mà chỉ ra mồ mả ở xong rồi tới giờ ăn cơm vô thôi. Chứ ông bà không được quyền thờ cái này, mà thờ là những cái người mà chưa hết số. Đã cái ông bà mình đã ấy thôi, gọi là nếu mà ở lại là tưởng nhớ, tưởng niệm thôi, chứ không phải là thờ. Thấy không? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Khi là con bị nhân quả luân hồi thì con phải theo cái đời sống mới rồi. Còn con chưa thì con phải ở lại nhưng cũng thời gian thôi, chứ không phải chính diễn. Vì thế mà có thể là thờ ba đời thôi, đời ông nội thôi, ông cố thôi, bỏ.
Đó, có nhiều cái gia đình đó vậy thôi. Chứ đâu phải là nếu mình thờ tổ tiên mình thờ hoài biết mấy ngàn ông gì mà tổ tiên mình trước. Giờ câu hỏi tiếp đi. Câu 4. Tổ chức của trái đất này như thế nào thưa bác? Tổ chức trái đất này thì nó có thần, thần, người, thánh, tiên, nó có 4 loại. Người thì lo trên mặt đất, thần thì lo sức mạnh của cõi âm, thánh là lo cái hiểu linh, tiên lo cảnh đẹp của cõi âm. Ba cái âm có một cái dương thôi. Đó là cái tổ chức cái trái đất này. Mà đi sâu vào thì không nói được, mà đợi chừng nào giáo lý đi ra đó, con tìm cái này con đọc, nó sẽ phân định rất rõ ràng. Thấy không? Chứ này nói nhiều cũng không được, bởi vì nguyên tắc cái gì xuất bản mình nói thì nói có sách mới có chứng. Còn bây giờ chú nói nó không có nói có chứng có sách thì không được. Rồi chú chỉ phân tích rằng trái đất này có 4 loại: thần phụ trách về hữu hình, vô hình, thì có thần, thánh, tiền. Đó, mỗi một người nó có tổ chức riêng của người ta. Đó, chứ không phải là muốn nói được. Bởi khi mà cái giáo lý ra thì tự kiện hỏi bắt nó nói cho nghe. Còn nếu mà giáo lý chưa ra thì không nói trắng được cái này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Câu 5. Tổ chức và nhiệm vụ của các loại thập thánh nơi trái đất này như thế nào ạ? Bây giờ đó, cái loại thánh thì nó có hai cái loại. Một thánh, cái tổ chức nó cao nhất là thánh chúa thế giới này, thánh dụ, thánh quốc gia, thánh dùng và thánh tự hành, nó có 4 cái. Còn cái thánh mà không có nằm trong tổ chức này gọi là thập loại thánh lang thang. Thập loại thánh lang thang đó có cái tổ chức riêng. Giống như con ở trong gia đình thì nó có cái tổ chức của gia đình. Còn có người nào mà không chịu ở trong gia đình gọi là cô hồn các đảng thì nó theo tổ chức của cô hồn các đảng. Cô hồn các đảng nó có cái tổ chức nó chứ không phải là nó đi ra ngoài. Bởi vì tại sao cái đứa bình thường nó gọi đó là đại ca, phải không? Thằng nào số 1 nó gọi là đại ca. Đại ca, nhị ca, tam ca gì cái chỗ này nè. À, mình phải hiểu cái này, nhưng mà cái này cũng không nói sâu được. Có nghĩa là đi vô tổ chức thì nó rất đàng hoàng, mà ngoài tổ chức thì phải đi theo cái tổ chức của ngoài tổ chức. Bởi vì nó sống được ngoài luật pháp. Mình thì không có, chứ mà thế giới nó có cái tụi mafia đó, không biết không? Nó đâu có sợ luật pháp đâu. Đó, mình thì không có mafia, chứ thế giới nó có nhiều nước nó có cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 6. Tại sao Đức Phật lại được 6 vị quản lý trái đất này nghênh đón và yểm trợ khi dạy đạo ở trái đất này? Vậy nhiệm vụ chính của 6 vị này là gì ạ? Bây giờ nè, mình nói chuyện thế gian nè, cho biết, cho muốn ông đó đăng cơ làm vua đi. Mình ổng tự lên làm vua được không? Không được, phải có bàn bệ chứ, tổ chức này gì đó mới đưa ổng lên làm vua. Chứ mình ổng là tôi làm vua làm sao được, phải có ban vệ. Một vị toàn năng toàn giác cũng vậy, xuống trái đất này từ cõi trời đạo xuất xuống đây, do cái bằng chúa trời của cái cõi trời đạo xuất ấy, xuống trái đất thì gửi mail. Tùng này lại nãy tôi nói sao, thánh, thần, tiên, ba cái loại này nè, sáu ba người, nhưng nó sáu người là gì? Gặp bà vợ nữa. Thánh chúa thì có thánh mẫu, thấy không? Thần chủ thì có địa mẫu, tiên thì có tiên ông, tiên bà. Sáu người này phải đứng ra tổ chức để mà rước một cái vị toàn năng toàn giác nhập thai của thế gian này. Con nhập thai mà không có với tổ chức này thì con ra con không nhớ, ông hoặc không nhớ được. Tại sao? Con thấy thường thường trong cái kinh sách người ta nói là cái gì? Bồ Tát thường hộ minh, phải không? Nhập thai mẹ bằng cái gì? Bằng con voi trắng 6 ngà. Phải chui vô con sâu trắng, con voi trắng 6 ngà này nhập thai rồi thì khi sanh ra mới không quên cái những gì mà ổng học ở trên cõi trời đầu xuất. Còn không con voi trắng nào xuống quên hết. Nó là cái chỗ này, là do mấy ông này nè, 6 cái người này phải lo cái chuyện này, nhập do một vị toàn năng toàn giác nhập thai mẹ để trở thành một vị toàn năng toàn giác dạy trái đất này.
nó có tổ chức của nó chứ không phải không. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Câu 7. Phật Oai Âm Vương là vị Phật đầu tiên ở trái đất này. Có câu Phật biết 10, Thánh chỉ biết 9. Vậy tại sao Thánh Chúa thế giới hoặc Thần Chủ trái đất ở thời gian dài tại trái đất này sau cùng lại tự biết đường trở về Phật giới ạ? Ai đã dạy công thức đường trở về Phật giới cho các vị ấy? Và họ đã học công thức này ở thời điểm nào ạ? Ai nói vị Thánh biết đường về Phật giới? Câu này hỏi xem bậy. Bây giờ tôi nói cái này nè. Phật Quay Âm Dương là ai? Thế đất khi nó tan rã rồi đó thì bắt đầu gọi là tạo thiên lập địa. Lập địa là do trời thiên nhiên tạo cái đất này nè. Còn tạo thiên là tạo cái gì? Là tạo cái ngôi vị là nãy tôi nói ba người đó, thánh thành tiên đó là tạo thiên. Phải sắp xếp lại. Thì trong này nó có một cái vị gọi là vị gọi là toàn năng giác, gọi là Phật Quay Âm Dương đầu tiên ở đây. Phật Quay Âm Dương này là nó họp một cái của ban bệ của nó lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Cái ban bệ của nó là cái gì? 33 vị Chúa Trời của tam giới và 6 ông Phật nước Tịnh Độ và 10 vị Phật toàn năng, vị Phật từ Phật giới phân thân vào trở thành một cái hội nghị để mà sắp xếp cái này gọi là tạo thiên lập địa. Mà do trời tứ thiên dương, 4 ông trời tứ thiên dương làm chủ trì và đồng chủ tọa cái này để mà lập cái này. Nghe không? Rồi sau đó là muốn về Phật giới thì 10 cái ông Phật phân thân thế dạy. Cái ông nào mà Quay Âm Dương phải dạy cho ông thuộc cái này hết, công thức này, dẫn ông về Phật giới luôn. Rồi từ Phật giới ông mới phân thân trở lại, phân thân lại để ông dạy cho ông Phật thứ hai. Nha, Quay Âm Dương là bậc đầu, không ai ấy, nhưng mà mười ông Phật ở bên Phật giới phân thân giới dạy ông rồi rước ông về. Để chi? Để khi ông Phật thứ hai, 7000 năm sau ông Phật thứ hai muốn thành Phật thì do ông Phật Quay Âm Dương mới điều khiển ông về lên trên cái cõi trời đâu suốt á, học ở trở rồi mới nhập vào cái thế giới này. Còn là tái nhập ta bà đó. Là trong kinh thường nói là tái nhập ta bà là cái chỗ này nè. Để mà dạy một vị Phật thứ hai. Vì một cái đất là có 1 triệu ông Phật. Chứ không phải nhỏ đâu. 10000 năm tính đây 1 tỷ, 10 tỷ phải không? 10 tỷ và cái 10000 năm thì cái nhân là 1 triệu ông Phật. Mà cái ông Phật đầu tiên gọi là Oai Âm Dương. Oai là của Quê Dũng. Âm là cái điện âm. Dương là cái điện dương chứ không phải vương nha. Dương chứ không phải vương. Dạ. Nó phải hiểu nó có cái tổ chức cái trái đất đầu tiên gọi là tạo thiên lập địa là sao, là cái có cái hội nghị này nè, cái hội nghị gọi là hội nghị tạo thiên lập địa là cái chỗ này, do 10 vị Phật phân thân, 33 vị trời, 6 ông Phật Tịnh Độ và mà 6 ông bà ở trên trái đất vô hình, có con người không bằng tôi à, con người không dính líu được cái chuyện lại con người rồi, xin lỗi rồi, chỉ là hiện thân sau cùng thì mới con người là công cụ. Bởi vì thành ra Đức Phật ông nói con người mình không có thật, giờ con gì có thật không, con sống 100 tuổi rồi cũng mặc biến mặt đâu thì nó có cứ theo cái quy luật luân hồi vậy thôi, chứ con người trong ai thật thì sống hoài, sống không khi nào chết. Sống 100 tuổi cũng tiêu, làm sao thiệt, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi thêm câu đó là cái nếu mà như vậy thì cái cõi trời mà tứ thiên dương á, khi mà tạo ra cái trái đất đầu tiên mà có vị Phật Oai Âm Dương đó, thì cái cõi trời tứ thiên dương đó là ở đâu ạ? Tức là thuộc như thế nào ạ? Trời tứ thiên dương còn có coi tam giới không? Nằm dạ. Trong tam giới đó, trời tứ thiên dương đó tuy là một trái đất nhưng mà mỗi ông nó 4 góc, mỗi ông chịu 1 góc. Bởi vì khi mà tạo cái trái đất này là không phải một ông tạo được đâu, nó 4 ông mà nó có cái ban bệ của nó. Giống như mình xây, thí dụ mình ở đây thì trái đất này cho nó hiểu nè, còn một tập đoàn xây dựng đó. Tập đoàn xây dựng ra đâu phải một người, nhớ một cái ban bệ lớn lắm. Một ông tổng giám đốc và 4 ông phó tổng giám đốc, rồi bao nhiêu mà lính tráng ấy, nó tạo thành là một cái tập đoàn. Thì trời thiên dương nó cũng thuộc về tập đoàn sản xuất hành tinh.
thấy không? Bởi vì nên nhớ là trái đất nó bao nhiêu tỷ tấn mà mấy ổng là ông gom từ ví dụ bây giờ đầu tiên ông tạo cái lỗ đen vũ trụ để ông quay mà bốn trợ với tập đoàn quay một cái nó thành cái sức hút vật lý, nó thành là cái lỗ đen vũ trụ. Ông mới quay là quay ổn định rồi thì mới điều khoảng cái điện từ âm dương vô, âm vô trước dương vô sao nó quay để chi, để nó quay cái hành tinh lửa vô để nó cuốn nó quay theo cái quy luật vật lý đó. Đây là cái ông mấy ông Tào Thí Dương gọi là cái ông nghe là vua sản xuất hành tinh đó, chứ không phải nhỏ đâu. Phải công nghệ ta người bây giờ mình mới hiểu là cái con người mình tứ đại sực thình yếu xìu. Nhưng mà cái con người bằng điện từ nó gấp 1 tỷ lần của mình, nó mạnh bằng 1 tỷ lần mình. Tại sao trái đất này nó đang quay vậy mà nó cho quay được? Nó đâu có đụng đâu, nhưng mà nó điều khiển bằng điện. Vì thế mình mới chứng minh cái chuyện này nè. Con nên nhấn chính mà cái con người mình mà từ đây đi Mỹ bao nhiêu ngày tới, tôi cho đi máy bay 24 tiếng mới tới đó. Nhưng mà điện đi, nó đi chừng nào tới? Nó không có tới 1 phần ngàn giây nữa. Không? Nó đi rất nhanh vậy đó, con suy nghĩ đi. Mình phải hiểu cái điện, mà hơn nữa là cái điện mà gọi là cái cõi trời, Tứ Thiên Vương gọi là cõi trời trục giới, là cái giới rất cực kỳ mạnh, nó điều khiển luôn cả cái tam giới mà. Sức rất mạnh như chỗ đó. Còn mình là xin lỗi tứ đại yếu xìu, giác 10 kg ra không nổi, xin lỗi. Trái đất mà nó còn quay, nó bắt quay được. Bốn ông, đứng ông, đứng bốn góc. Tôi quay một cái, biểu nó chạy bao nhiêu. Trái đất này nó quay một nó di chuyển một tiếng đồng hồ bao nhiêu? 1.800 cây số. Còn suy nghĩ. Trên thế gian này có cái nào mà quay nổi, vật chất nào mà quay nổi 1.800 cây số không? Thấy không? Đi sâu vào cái thiền tông nó nhiều cái, nó khủng khiếp lắm chứ không phải vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn ạ. Câu 8. Công đức được tạo ra phải nếm mùi trần gian mới có giá trị. Ý nghĩa câu này là gì ạ? Bây giờ nói thiệt con á, con mà cha mẹ sinh ra, con tự làm ra tiền, con mới giá trị của đồng tiền của con. Thế cha mẹ con cho con không giá trị gì đấy. Con chỉ biết tiêu xài thôi. Nhưng mà nên là con cái số tiền con làm ra thì con giàu mới lâu. Còn cha, trong dân gian ta nói là cha thâu con sức. Thằng cha giàu, thằng con nó phá sản, nó cho con biết thế giới nó là vậy đó. Thấy không? Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Ừ. Dạ, con cảm ơn. Câu 9. Vị Phật đầu tiên ở cái đất này là Oai Âm Dương, tiền thân là Thánh Chúa Thế Giới hoặc Thần Chủ Trái Đất. Những vị này đã tạo ra công đức bằng cách nào và ai đã chỉ dẫn các vị ấy cách đã tạo ra được công đức à? Bây giờ đó, con sẽ là ở đây là 10 tỷ năm. Vô cho tánh Phật vô đây tạo công đức. Ai cho ổng vô? Thì ổng cho vô. Cái bà, con bây giờ Phật giới ổng có công đức á. Ổng cũng có một phần mà 10 tỷ rồi với bao nhiêu tiền và công đức. Nhờ công đức này mà vị Phật có phân thân vào dạy cái dạy bởi vì cái Thánh Chúa thế giới này nè. Phật Quan Âm Dương thì nó gồm có Thánh Chúa nè, Thần Chủ và Tiên Ông, Tiên Bà đó. Thì những người này sẽ tuần tự thay phiên nhau làm Quan Âm Dương. Thí dụ kỳ này ông Thánh thì kỳ sau ông Thần, rồi kỳ sau ông Tiên, thí dụ đại khái. Cứ 10 tỷ năm thay lần. Bây giờ những người này là tù Tiên, Thánh, Thần, người ta tuy ta không có làm nhưng mà còn đã góp một phần tạo công đức. Ai cho vô đây ông Thần? Rồi ông Thánh là ai mà giúp cho ông Thánh quản lý này là ai giúp cho con tu được? Chính ông Thánh giúp con tu chứ không phải ai đâu. Mà chỉ ông Thánh lang thang phá con thôi chứ ông Thánh trực thí. Bởi vì nói là tại sao cái người mà con tu đàng hoàng này ông Thánh giúp đàng hoàng. Chỉ ông Thánh lang thang mới phá. Mà Thánh lang thang phá không phải tự ông phá nữa đâu. Mà tại mình. Tối ngày cái xin ông phước thì rồi tôi cho phước. Tại mình. Chứ bây giờ suy nghĩ còn không ai xin đây thì mấy ông Thánh lang thang làm sao có lừa gạt con đâu. Con cái tưởng, con tưởng nhiều quá Thánh lang thang sẽ nhập con liền. Tại có yêu cầu của con chứ đâu phải là ổng đâu. Thấy không? Mình đừng có tưởng đâu Thánh lang thang thì ghét mình. Tại vì mình
Bây giờ ngồi thiền 5 phút sau để gì? Để cho thấy này kia là theo phải nhập cho con thấy. Tại con chứ đâu phải, chứ ổng muốn nhập con đâu. Mời ta vô, ta vô. Thấy không? Thế giới này nó cũng vậy. Còn những người kia ta hốt ở trong này trong cả 10 tỷ năm thì làm gì? Mà sau cùng phải nhờ 10 ông Phật ở bên đó mới dạy, dạy cho thành Phật của em Dương. Rồi tự người ta dẫn đi về luôn. Để về bởi thì ta có cái năng lực toàn năng toàn giác thì ta mới nhập được. Kêu bằng nhập lại cõi ta bà để mà dạy cái này. Thấy không? Nó nguyên tắc này. Trong kinh nói rất đúng chứ không phải không. Nhưng mà tại không ai giải cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu 10. Nếu mình quỳ lại sẽ bị thánh cô hồn bỏ đen công đức. Vậy vị thánh chúa thế giới hoặc thần chủ trái đất trở thành vị Phật đầu tiên ở trái đất này là Oai Âm Dương. Nếu công đức bôi đen thì ai sẽ là người bôi đen công đức ấy của các vị ấy được ạ? Bây giờ cái nguyên tắc thế này, đây, bây giờ thì cái thế giới này là cái thứ âm dương. Còn bây giờ đó, ví dụ phần nửa cái đàn không khí này, khúc trên, khúc dưới là nó đen gì. Con khung đầu xuống này, cũng đâu tự nó nhộm con, điện từ âm nó tự nhộm con thôi. Con đưa lên con khi nào mà con cái tầm nước con ví dụ một thước đi con đi hoài đó có ướt cái đầu con không? Thế làm sao ướt cái đầu mà con phải khum dưới một thước thì tự nhiên nước nó ướt cái đầu con. Còn rồi âm ra vậy con chỉ quỳ con lại thánh ở trái đất này là không có Phật mà lại ai trong này ngũ thú tập cư con vừa lại con vừa khum vừa lại thì tự động nó nhộm rồi. Cái điện từ ẩm vô nó nhậm rồi. Rồi cộng thêm mấy ổng bả vuốt cái đầu con nó thì con nó còn dính cứng nữa. Chết là chết cái thế giới này nè. Chết thế giới không có hiểu thế giới vật lý này. Bởi vì nếu không hiểu thế giới vật lý thì tu nó sai. Nó sai hoàn toàn, không có đúng được. Và bây giờ mà bây giờ Thiền Tông ra đời con có dám nói bằng sự thật không? Mới nói gì ngũ thú tập cư không mà nó chửi nát rồi có nhiều đó. Con nói bằng sự thật nữa là con chịu nổi không? Nếu con nói cái này thì chú không dám nói sâu đâu. Nhưng mà tôi nói rằng thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Phải chấp nhận cái chuyện này. Còn nếu ai nó không chấp nhận thì thế giới này từ cái điện này, bây giờ điện phát hiện ra mới gọi là điện từ âm dương của vật lý. Chứ còn nếu mà hồi xưa nói điện mà chưa có phát điện, bởi vì ngày xưa ông Phật nói sét đánh trên trời, ông nói là do điện từ âm dương nó nhập lại nó nổ, mấy ông chửi ông, thấy không? Ông nói đây là quyền linh của Thượng Đế, chết rồi. Ông cũng cười thôi chứ nói sao giờ. Bây giờ khoa học, bây giờ tại sao trái đất mình đang ngồi rồi, nó bao nhiêu tỷ tấn mà nó bay thì không gian. Bây giờ chứng minh rằng khoa học đi ra ngoài nó mới nhìn thấy trái đất bay. Chứ hồi xưa nói trái đất bay nó không chịu. Nó nói trái đất dính ở đầu, phải không? Nếu mình bay tại sao mình không nghe rung rinh? Con suy nghĩ đi. Bây giờ khoa học đi bay ra ngoài đất nó mới nhìn thấy cái trái đất bay. Rồi hồi xưa mình thấy những cái hành tinh lấp lánh ngôi sao á, mình nó tưởng đâu là trên trời gì đó. Vậy bây giờ đi ra nó phải thấy nó hành tinh không, hành tinh trái đất nó đi trong. Mà giờ khoa học Thiền Tông nói ra là nó cái tổ chức một cái tam giới rất rõ ràng. Thấy không? Mà khoa học nó mới tìm chưa xong nổi mà nó nói chỉ một cái hệ mặt trời thôi. Nhưng mà sự thật hệ mặt trời nó chỉ nói được có 1/10 của hệ mặt trời thôi. Đó, bây giờ làm sao nó biết cái cõi trời vô sắc là cái đâu? Rồi nó biết trời cực lạc ở đâu? Nó biết trời kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu? Và đây Thiền Tông nó nói hết, nó vẽ ra hết luôn. 33 cõi trời và 6 cái hành tinh tịnh độ, 6 hành tinh của cái trái đất. Rồi hành tinh kim mộc thủy hỏa thổ điện từ quá trời và đất. Bây giờ nó mới nói vậy thôi mà học nó mới tìm được có chút xíu thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Câu 11. Khi trái đất mới hình thành đã đạt chuẩn về sức hút vật lý thì loài thần có trước hay con người có trước à? Bây giờ cái câu này á thì ông Phật trả lời này là vô thủy vô chung. Bây giờ bây giờ nói về trái đất mới đầu tiên, bởi vì tôi nói là có cái cuộc hội thảo tạo thiên lập địa.
Khi mà trái đất chuẩn bị còn 50 năm sau trái đất nó hết nhiên liệu thì nó sẽ chạy. Tờ Thiên Dương nó báo rồi đâu bây giờ đó, trái đất này nhiên liệu hết rồi đó, 50 năm sau tự nó tan rã đó, đánh lộn không đánh được cũng tan đó. Thì bắt đầu con người sẽ văn minh tới cái mức độ là nói chuyện được cõi âm, và nói chuyện được cả cõi trời, và nói chuyện được với Phật phân thân luôn đó. Thì các vị này nó yêu cầu trái đất này nó sẽ còn thời gian bao nhiêu nào, cứ như là tập trung sản xuất phi thuyền và máy bay và sản xuất vật dụng để đưa qua hành tinh mới sống. Mà sản xuất những cái máy bay nào mà nó không có đường băng á, chứ không phải là sản xuất có đường băng, bên đó nó trái đất mới có đường băng đâu, có sa mạc không à. Thì mấy ông này mới lo tập trung cái này nè, mới tập trung bởi vì còn thời gian nữa. Đúng thời bắt đầu nó chuẩn bị, nó chuyển động, rồi bắt đầu tất cả nước gọi là trái đất cũ nó di chuyển qua trái đất mới nó sống. Thì trái đất mới nó sẽ bay sát cái trái đất cũ rồi 10.000 cây số. Có nghĩa là cái dòng trái đất 40.000 mà nó cách 1/4 của đấy là 10.000 cây số. Thì làm sao chiếc máy bay giờ ấy đó, chở được đúng 10.000 cây số thì lúc đó là mình thấy luôn á. Bây giờ mình thấy nó rất lớn, nó 10.000 số rất gần, thấy gần chứ không phải vậy đâu. Thì tất cả là bay qua đó hết. Thì người ta qua rất nhiều chứ không phải đó. Bởi vì nó chuẩn bị mà, chuẩn bị chết. Qua bển, tuy là qua bển nhiều nhưng mà cũng mà người giàu mới đi được, chứ mấy người nghèo làm sao đi. Thấy không? Qua bển thì cái dân số khi nó ở khoảng 1 tháng, 2 tháng chỉ còn có 20% người sống thôi. Chứ không phải ở đâu. Là vì sao? Ở đây sống có điện, có máy lạnh, có đủ thứ, nước lọc, có bệnh tình hình, nước sa mạc, nước suối không làm sao sống. Thì chết, mấy ông già chịu không chịu nổi chết, trẻ chịu không nổi chết. Chỉ còn sùng sọ, kêu gỗ mấy cái như mà từ 14, 15 cho đến 30 thôi, 40 cũng tiêu luôn á. Nó vì mấy số này mới trở thành là thủy tổ loại người bên đó đó. Nó phải hiểu cái nguyên tắc. Rồi sống đến 3.000 năm thì cái thời kỳ đồ đá chấm dứt, nó chuyển qua thời kỳ đồ đồng. Thời kỳ đồ đồng là năm thứ 4 cho đến năm thứ 7.000 đó, thì đồ đồng. Rồi từ bởi vì đó là cứ 10.000 năm còn chia ra 3.000 của đồ đá, 7.000 đồ đồng, 3.000 của đời nguyên tử, rồi là kết thúc. Con phải hiểu cái thế giới này. Còn cái tổ chức tạo thiên lập địa, khi nào con đọc được quyển giáo lý nó sẽ giải thích cho con nghe. Nó nghe rất nhiều cái đó, yeah. Con chưa hiểu nổi đâu. Mà không lẽ giờ nói hết thì không được. Bởi vì mình đâu có chưa xuất bản mà sao mình nói cái này được. Thấy không? Giờ nào xuất bản thì đem. Giờ nào xuất bản đọc cho nghe. Giờ rồi có mạo muội rồi mà đọc cái bài số 24 của viện giáo lý. Nó nói về cứu trái đất và sinh tồn của loài người đó. Bài 24 đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ạ. Câu 12, có phải khi con người đến trái đất này sinh sống rồi chết đi mới thành thần phải không ạ? Thành thần ở thế giới này nó là tự nhiên, bởi tạo thiên thập địa nó có thần, thánh, người, rồi tất cả gì nó có đầy đủ hết. Cái thành thần này đó, mình ở trái đất này mình làm, mình thích làm thần thì sẽ chết làm thần. Vì sao? Mà nói câu này thì chú không dám nói rõ. Ở trong dân gian có nói cái câu này: sống làm tướng, thác làm thần. Con suy nghĩ sao? Nói nhiều, nếu nói nhiều á thì nó rất hay nhưng mà không được. Nó chưa xuất bản chứ không nói cái này. Thánh thần là do cái lòng mình muốn. Ví dụ con muốn hiển linh thì con chết làm thánh. Con muốn dùng sức mạnh thì chết con làm thần. Có vậy thôi. Thánh thần là do cái lòng của mình, ham muốn của mình. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Câu 13. Loài thánh có ở trái đất này trước khi có con người, hay con người đến trái đất này rồi chết đi mới thành thánh, thành con hồn, ngã quỷ? Bây giờ nói thế này là trái đất này mà vừa chết rồi, trái đất mới, tất cả đều trung ấm thân và tất cả thần thánh ở cõi vô hình phải di chuyển nhanh hết qua cái trái đất mới á. Tạo thiên lập địa mới. Có nghĩa là cái hình ảnh là nó đấy.
chỉ có con người nó phải nói bằng cái tứ đại này, nó nói bằng cái thủy tổ rồi người, nó nói bằng cái cách di chuyển từ trái đất này qua trái đất mới theo cái công thức nãy tôi nói đó. Cái di chuyển bằng cái nước mà phi cơ hoặc là cái đĩa bay đó, thấy không? Cái trong cái, bởi vì mình nói cái bây giờ mình thấy con người hiện giờ trái đất mình là 7.5 tỷ người, nói đông cái sự thật đó. Cái loài vô hình gấp 1 triệu lần cái đó. Bằng chứng rằng mình ở đây 5-10 người, nó cái phòng nó chặt cái gì? 1 triệu người về cõi vô hình ở đây có chặt không? Hoàn toàn không chặt. Vì thế mà ông Dương Bà Cạc cũng có nói nè, tiếng phòng nhỏ tôi giờ 32.000 người vậy, 32.000 người ở đây nè. Chú mới trả lời nó dự ba hai còn ít, 3.5 triệu người cũng chưa chặt chứ đừng có nói 32.000 người, thấy không? Phải hiểu cái cõi vô hình nó nhiều hơn cái hiện hữu tứ đại. Bây giờ nên nhớ rằng bây giờ mình nói cái người mà gọi là cái cõi vô hình nó rất nhiều, bây giờ khoa học chứng minh rồi. Giờ con suy nghĩ rồi, con ở đây có bao nhiêu cái máy điện thoại đều bắt được làn sóng điện hết, nó nằm ở đâu? Mình thấy bằng con mắt thường mình làm sao thấy làn sóng điện, nhưng mà nhờ cái máy nó biết nó hiện hình luôn, chứ không phải là cái tiếng nói không, cái hoặc là làn sóng điện không, nó hiện hình luôn à, con thấy không? Bởi khoa học rồi mới giải mã được cái thiền tông này. Còn nếu mà thiền tông mà ra đời mà khoa học không có văn minh thì không giải mã được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 14. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Bảo Tháp thứ 11, Đức Phật đã bảo nhường nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ý nghĩa gì ạ? Sao tháp là bảo là tháp bãi tật. Cái đời này là ông ngồi là ông ngự trị ở trong trái đất này nè. Là bảo là ông Phật hợp trước. Đó, giờ tôi nhường cho ông đó, bây giờ ông quản lý cái này nè. Vì thế trái đất Nam Diêm Phù Đề là Thích Ca, còn cái thượng Tu Di Quang đó là ông Phật thượng Tu Di Quang nằm ở trong cái nước nó thừa cái nước thượng Tu Di Châu đó. Mỗi một cái hành tinh do một vị Phật quản lý. Đời này ông Phật Thích Ca đang quản lý nè. Chừng nào mà 3.000 năm thì ông Phật hết rồi, ông Di Lạc tới. Ông Di Lạc tới. Đó, cái ông A Dật Đa nó tới nên là quản lý cái này. Nó 1 triệu ông chứ trái đất 1 triệu ông. Một ông làm chủ có mấy năm thôi. Không phải là một ông làm chủ có 3.000 năm thôi. Mà có nhiều cái không tới, có nhiều cái nó tới, nhiều cái nó không tới. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Ý thứ hai, tháp đa bảo từ đất mọc lên trụ ở hư không có ẩn ý gì ạ? Có nghĩa là những cái gì mà mình nói ra đó từ thân tứ đại này mới đúng á. Còn những bên ngoài nó đi vô là không đúng. Bên ngoài là gì? Vì thế mà Đức Phật nói là anh gặp cái gì hình tướng bên ngoài là giả dối. Cái gì trong mình đã lưu xuất ra mới là đúng, còn bên ngoài vô là không đúng. Thấy không? Vì thế mà trong kinh nói là có nhiều cái người vị Bồ Tát đó để tới cái để giúp cho Thích Ca, Thích Ca nó không cần. Tới đây chừng nào mấy người ở đây giúp ta được, chứ còn mấy ông ấy tới họ không chịu. Con đọc mấy cái kinh đó có nói vậy. Thấy không? Tất cả Bồ Tát từ phương khác tới giúp ông Thích Ca không chịu. Mà ở đây thì mới cho là gì? Anh muốn cái gì thì phải từ trong ông đi ra mới đúng. Vì thế mà các thiền sư có mấy ông ngồi thiền ông nói vậy nè, từ hông ngực lưu xuất ra mới là đúng, còn bên ngoài ra là hoàn toàn sai. Là cái ông căn cứ vào những cái lời dạy này của ông Phật, chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Vậy các vị trong bốn chúng được Đức Phật dẫn lên trụ ở hư không nghe thuyết pháp có mật nghĩa gì ạ? Này là ông nói là ở tương lai thôi. Về sau á, hồi trước thì ngồi dưới đất nói chuyện, chứ bây giờ anh ngồi lên trời nói chuyện nữa. Giờ con suy nghĩ không? Bây giờ người ta lên trời ta nói chuyện á. Giờ mình ngồi đây có ngồi dưới đất không? Con đứng đây con có đứng dưới đất không? Cách 10 mấy thước á.
Có nhiều người lên 20 tầng nữa, 100 tầng ta nói ta. Đó, tự hư không nói chuyện. Đây là mình nói tụi tự hư không nói chuyện. Không? Tại mình thấy đấy, sự thật đó. Nếu mà người khác nhìn thấy mình, này nó đứng trên mặt đất 10 thước nói chuyện, không tự hư không là gì. Mà nhiều người nói là còn cao hơn nữa cho của mình nữa. Nên ta nói về thời khoa học thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Dạ, câu 15. Thưa bác, tại sao có trường hợp người chồng mất sớm, họ cứ theo bám người vợ, thậm chí còn làm cả chuyện vợ chồng với người vợ đang sống? Làm thế nào để hết hiện tượng này ? Cái này là do cái tánh người ta đó, nó không thoát được cái quy luật này. Giờ cái tình cảm đó, thấy không? Mà do, cũng là do một phần của cái nghiệp của người vợ chồng. Nguyên tắc ví dụ hai người vợ chồng đó, ở nhau là 50 năm đi, mới có 30 năm mất. Vì lý do gì mất, nó không chịu đi. Cái nghiệp nó chưa xong, nó không chịu đi. À, nó cứ quân quýt hoài, do cái nghiệp. Mà cái này là ông thần, ông không can thiệp được. Đó, bởi vì cái nghiệp của người ta, tôi sống ở trên này, vợ chồng tôi 50 năm, mà giờ tôi làm gì rớt, làm sao tôi chết, không được. Thì tôi cũng phải làm đúng theo cái nghiệp của nó. Cái này thì mình cũng khó lắm. Nhưng mà cái này muốn thoát ra được, duy nhất chỉ có cái thiền tông ra đời, mình áp dụng đúng thiền tông một cái, thì tự dòng nó mất. Mà phải cho đúng rồi nha, cho còn nếu mà sai không được. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con còn một câu hỏi cuối. Câu hỏi này là con đọc nguyên văn của một vị này. Dạ. Kính bạch đạo sư, con Phật tử Thiền Tông Nguyễn Minh Quang, Gò Công, Tiền Giang. Số điện thoại là 0372076956. Xưa nay con chỉ nghe, nhưng nay con có câu hỏi, có hai ý sau, xin phép được hỏi. Một, Thiền Tông không dụng chữ tu, thế mà khi huyền ký được công bố thì con lại bắt đầu tu Thiền Tông. Bây giờ chữ tu nó có hai cái nghĩa. Tu, dụng công tu nó khác. Còn tu Thiền Tông không có dụng công. Tu nghĩa là làm cái gì đó. Giờ tôi không lẽ không tu. Bây giờ con đi giúp người này công đức thì con cũng phải tu. Tu là gọi là tu hành. Còn cái tu vật lý gọi là tu dụng công. Đây là mình làm theo cái chỉ hướng dẫn của Thiền Tông. Còn bên kia nó hướng dẫn của cái vật lý, mình phải phân biệt chỗ này nè. Chứ giờ thế gian nếu mình không nói chữ tu là dùng cái chữ gì? Thì cũng phải tu. Mà tu cái chuyện kia là tu ngồi thiền hoặc là tu thuyết pháp, tu này kia nọ. Còn ở đây là tu tạo được cái công đức, làm cái gì được để làm công đức. Ví dụ con đi con phát cái, con cho cái quyển sách thì con là con đi là tu. Tu theo Thiền Tông là tu kiểu này. Cái sử dụng ngoài là cái gì? Có nghĩa là nó dẹp cái chữ tu mà kêu bằng tu dụng công á. Mình đây không có dụng mà tu đi sinh hoạt cách bình thường. Không dụng công à. Ví dụ con đi con đâu có dụng công. Đi biết đi thôi chứ dụng. Còn dụng ngồi thiền dụng công là con phải nghiêm chỉnh để mà nó thanh tịnh. Hoặc là con gõ mõ tụng kinh con làm sao cho nó hay. Nó khác. Dụng công là cái này, còn này không có dụng công. Nó tu cách bình thường làm theo cái thiền tông hướng dẫn mà gọi là tu, gọi bên này gọi là hành. Thứ Thiền Tông gọi là hành, tu hành, làm theo đúng. Còn bên kia là tu dụng công. Thấy không? Chứ nếu mà không nói tu mà biết nói gì vậy? Vì thế mà tất cả những cái gì mà ông Phật nói lời của Như Lai nói ra giống như gió bay thôi chứ không có sự thật, không có đúng cái gì thật. Thiền Tông nó cũng nói vậy. Nhưng mà thế gian nếu con không nói chữ tu là con không cách, không có cái chữ nào thế vô được cái chữ này hết. Vì thế cũng phải nói tu. Vì thế mà nói là tu Thiền Tông rồi tu vật lý gì kia nữa. Kia nó tu vật lý, cái này là tu Thiền Tông. Nó khác. Thiền Tông là hỏi tu cái gì, không có tu gì hết. Nói vậy đó. Hành thôi. Phân tích vậy người ta mới hiểu thôi chứ. Chứ giờ thế gian đã thế giới vật lý này là phải quấy. Thì con phải nói là có tu không tu.
Nhưng mà con đi vô này con có tu không? Hoàn toàn không có tu gì hết. Mà tôi chỉ làm theo Thiền Tông hướng dẫn tôi là thôi, chứ không tu. Nhưng mà nói để cho ta hiểu thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Ý thứ hai, sau đó con đạt yếu chỉ Phật ngôn và hiện tại con lâm vào hoàn cảnh gia đình ly tán, tài sản tiêu tan. Như vậy, có phải con đã đạt được vô trụ vật chất hay chưa ạ? À? Điều này đúng hay sai ạ? À? Ngày đó bậy. Bây giờ tôi nói tu Thiền Tông á, là coi chừng. Hồi xưa đó con không có tu Thiền Tông đó, con sống một cuộc đời là thánh thần giúp con á. Cứ ăn cái tối ngày cúng đụng này nó, mà con tu Thiền Tông rồi thánh thần không giúp nữa, mấy ông thánh không giúp nữa rồi sao? Thì con từ con tan nhà rác cửa luôn á. Tu Thiền Tông phải cho ra. Nhưng mà con tu đúng rồi thì thánh nó không làm cái chuyện này được. Bởi vì hồi xưa con cái gì cũng cầu xin thánh hết, rồi bây giờ con bỏ thánh thì thôi, tao giờ không giúp mày nữa thì tự nhiên là nó phải tiêu thôi. Thành ra bây giờ mình tu Thiền Tông là phải, bởi vì trong khi nói là tao nói liệu có tu được hay là không. Rồi tu mà vô đây á, bởi vì tại sao tiền thiền mà có 5 người dính đâu, còn nhiều 9-5 người đi ra. Là coi chừng cái hệ thống này nè. Và nặng nhất là cái hệ thống phá nó đi vô để rồi tu, để lợi dụng tu mà phá cái Thiền Tông này. Là coi chừng cái hệ thống này nè. Đó, mình coi chừng chết đó. Bây giờ tôi nói tu Thiền Tông giống như là hồi đó là mình nói đi máy bay nó còn cao, chứ giờ tu Thiền Tông giống như hòa tiễn. Con đi địa điểm này đừng kêu đi bằng hòa tiễn, tới không? Có một con trăm cái quả tiễn bắn lên cái các hành tinh, có cái nào tới là tới không, còn nhiều đi. Rồi mấy cái tới thì còn nhiều đi, bay mất rồi hết. Nó khó, cực kỳ khó chứ không phải nhỏ nào. Thành ra khuyên Thiền Tông, bởi vì tôi nói khuyên Thiền Tông đừng có tu, không có tu. Chịu, có thể mà tu được thì tu, tu không được thì thôi, chứ đừng có vào đây rồi mang quả. Bởi vì tôi thường nói là tu Thiền Tông giống như nuôi con hổ trong rừng, ở trong nhà, con rắn độc ở trong nhà. Con tu Thiền Tông mà con không sơ sẩy một cái là con nuôi con hổ mà trong nhà sơ sẩy cũng đang thịt con đó, hiểu không? Chứ không phải đơn giản, chứ không phải. Tại sao đời khoa học văn minh ông Phật mới cho công bố ra, chứ ngày xưa không có dám, không ông nào dám tu Thiền Tông nó thiệt con thời xưa, bởi vì nó không có chuẩn về vật lý, thành ra tu Thiền Tông không có được. Mà bây giờ chuẩn rồi đó, mà tu mà nó còn số lượng rất ít như vậy, con suy nghĩ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi. Dạ con cảm ơn bác. Rồi cảm ơn con đã hỏi.